Công ty Ảnh Dương phát hành bộ phim Bạn Nhà Tôi phần 2 do Hồng Kông TVB sản xuất. Giám đốc sản xuất Trang Dĩ Kiến, biên kịch Huỳnh Quốc Huy, đạo diễn Giang Dĩ Hồng, với các diễn viên Tuyên Huyên, Trần Cẩm Hồng, Đặng Lệ Danh, Lý Tư Tiệp, Hứa Thiệu Hùng, Dương Khải Di, Đường Thi Vịnh, Lữ Sang, Trần Tư Tề cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Thanh Tâm, Quốc An, Bích Ấn, diễn viên lồng tiếng Tích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Minh Thảo, Thiên Bảo, Trần Tuấn, kỹ thuật lồng tiếng Thủ Đính, Anh Dũng, Minh Nghĩa. Phụ nữ yêu một người đàn ông không cần có lý do gì. Đàn ông yêu một người phụ nữ thì phải nghĩ ra trăm ngàn lý do để đối phó sau này bị cổ tra hỏi liên tục. Tứ Hỷ à, con đừng đi. Tứ Hỷ, Hỷ à, con đừng đi. Má biết là con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chỉ cần có má ở đây sẽ không có ai dám nặng nhẹ với con nữa. Người nào cũng không chấp nhận con ở lại làm gì chứ? Chỉ chướng tay gai mắt thôi. Nè, con đừng đi mà. Cho dù người nào cũng không chấp nhận con, vẫn còn có má. Khó khăn lắm mẹ con chúng ta mới có thể đoàn tụ, đừng có xa nhau nữa. Con biết là má tốt với con, nhưng mà để người ta biết má có đứa con bán nam bán nữ, đến chừng đó má sẽ càng đau khổ hơn. Bỏ đi để con đi đi, để con sống cuộc sống của mình có được không? Hỷ à, má sẽ không để cho ai cười con bán nam bán nữ nữa. Má sẽ lập tức tìm một bác sĩ giỏi nhất làm phẫu thuật cho con, để con có thể trở thành người đàn ông thật sự. Toàn bộ chi phí phẫu thuật má sẽ lo hết. Thật không? Thật. Con lập tức đi kiểm tra coi bệnh viện nào có thể nhanh chóng làm phẫu thuật cho con đi. Cảm ơn má. Vậy có phải là con sẽ không đi không? Nhưng cũng không được. Con nghĩ bây giờ con dọn về nhà cũ trước, đợi con làm phẫu thuật xong mới suy nghĩ coi có nên ở chung với má hay không. Con nói cũng đúng. Dù gì má cũng không cần phải đợi lâu ha. Này, nếu như con cần gì giúp đỡ cứ nói cho má biết nha. Nếu má có khả năng, nhất định má sẽ giúp cho con. Má đã giúp con rất nhiều rồi. Dù thế nào cũng được, con nhất định nghĩ cách trả chi phí phẫu thuật cho má. Khờ quá, hai mẹ con sao phải tính toán như vậy? Không được, con không thể để người ta nói con nhận lại má là vì tiền. Còn nữa, tiền chiếc đồng hồ vàng con vẫn chưa trả lại cho má. Đồng hồ vàng? Mẫn à, sao tối nay lại có nhẹ hứng lên đây ngắm sao vậy? Nè, vừa ăn chè, vừa ngắm sao sẽ đẹp hơn. Hôm nay chỉ tại má quýnh quán quá nên ăn nói hơi nặng lời một chút. Em đừng trách má. Điều này em cũng biết mà. Nhưng mà em chỉ kêu Tứ Hỷ và bạn của cậu ta kiềm chế một chút, đừng có chơi điên như vậy. Em cũng muốn ba má nhìn thấy hàng xóm cảm thấy ái ngại. Nhưng Tứ Hỷ lại lên dọc với em, em coi thường cậu ta và bạn bè của cậu ta. Anh nói thật, em và Tứ Hỷ từ nhỏ tới lớn đều sống ở môi trường khác nhau, hơn nữa còn chênh lệch rất lớn. Cho nên một câu nói bình thường cũng có thể dẫn đến một sự hiểu lầm lớn. Tứ Hỷ, em có thể bỏ qua, nhưng mà em không ngờ cả má cũng trách em nữa. Tứ Hỷ thì không có hiểu em, nhưng em và má có tình cảm bao nhiêu năm rồi. Trong một lúc má nhận lại đứa con ruột của mình, hơn nữa tình hình của Tứ Hỷ thì lại rất đặc biệt. Tinh thần của má có vẻ nhạy cảm và kích động cũng rất bình thường thôi. Đương nhiên là em hiểu tâm trạng của má. Nhưng mà hiểu là một chuyện, dù sao cũng thấy hơi ấm ức. Em vì chiếc đồng hồ vàng à? Chiếc đồng hồ đó, hồi trước em làm công việc đầu tiên đã mua tặng cho má. Như hồi đó ăn cũng không dám ăn, xài cũng không dám xài. Để giờ đến mấy tháng mới đủ tiền mua cái đồng hồ đó. Lúc ấy ba lại có rất nhiều bạn gái bên ngoài, khiến cho má rất buồn. Nên em cố tình mua đồng hồ tặng cho má. Một là giữ dành cho má vui, hai là cảm ơn má bao nhiêu năm nay cực khổ đã chăm sóc em. Cho nên đồng hồ này đối với em có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhưng mà không ngờ lần này má không hề suy nghĩ gì. Vì Tứ Hỷ đem cầm cho bọn cho dây lãi cao.
Anh cười gì vậy? Em nói thật đó mà. Không có. Anh vừa mới phát hiện được, thì ra vợ của anh cũng là con người. Anh nói cái gì vậy? Từ trước đến nay, vợ yêu quý à, trong lòng của anh, em là một thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng vừa rồi, anh thấy em thì đã cũng biết ghen. Em đâu có ghen đâu. Em đã nói rồi, chẳng qua là em cảm thấy hơi ấm ức thôi. Anh hỏi thật nha, em có muốn một chút xíu ấm ức đó cũng mất luôn không? Muốn đến đây chuộc lại thì nên đến sớm. Sao đến trễ quá vậy? Xin lỗi mà, mấy hôm nay bận quá cho nên không tới được. Cũng lắm vậy đi, tôi trả lãi cho anh. Không cần trả lãi cho tôi, sáng nay tôi đã bán cái đồng hồ đó rồi. Hả? Tôi đã nói rõ với anh là tôi sẽ đến chuộc lại cái đồng hồ mà. Có người khách bỏ ra 20 ngàn để mua nó, có lời sao tôi lại không bán chứ. Anh Tài à, đồng hồ này là do con gái tôi tặng cho tôi, rất quan trọng, rất có giá trị kỷ niệm. Anh làm ơn tìm lại giùm tôi đi. Tôi đồng ý cho hai người lấy đồng hồ vàng ra thế chấp là nể mặt hai người rồi. Bây giờ ở đây nói này nói nọ, mau đi đi. Anh Tài à, bên ngoài có hai người nói là muốn chuộc lại cái đồng hồ. Má, má xin lỗi nhà Mẫn, má đến trễ vài ngày, cái đồng hồ bán cho người khác rồi. Đâu có người mẹ nào lại đi xin lỗi con mình. Mất cái đồng hồ rồi, còn có con mà. Dạ phải, là người một nhà, có mưa gió gì cũng sẽ mau chóng qua hết. Má coi, bây giờ trời quang mây tạnh rồi, mặt trời ló ra đó. Hỉ à, lần trước chị ăn nói hơi nặng lời một chút, khiến em và bạn em hiểu lầm. Nhưng mà trước giờ chị cũng nhìn việc không nhìn người, thật sự chị không có ý xấu với em đừng để tâm nha. Không có đâu. Thật ra em như vậy cũng khó khiến người ta chấp nhận. Em cũng có điều không phải, em không nên nghĩ tới bản thân, không nghĩ cho người khác. Em cũng phải xin lỗi chị. Tốt quá tốt quá, hai đứa hết giận làm lành, vậy là má cũng yên tâm. Bye bye chị, đi bên này. Con à, qua đây ngồi đi. Nè anh à, đột nhiên em sực nhớ phải mua chút đồ, hay là chúng ta đi mua đồ rồi mới qua đó uống đi. Sao cũng được, em cứ làm chủ đi. Ừ. Xin lỗi nha. Em quen với họ à? Rõ là cổ nhìn thấy em mà. Sao có vẻ như muốn né tránh em vậy? Cô tên là Joyce, là bạn gái trước đây của em. Quen với em được 1 năm. Thật ra suốt 1 năm qua tình cảm tụi em rất tốt. Em tưởng là có thể sống với cổ, nhưng gia đình cổ kiên quyết phản đối, nói cổ đã quen với một người bán nam bán nữ. Cuối cùng cổ không chịu nổi áp lực nên đã chia tay với em, mà còn lấy chồng và có con luôn. Thực ra chuyện này đối với em mà nói là một cú sốc rất lớn. Em đã nói dù thế nào đi nữa, em nhất định sẽ là một người đàn ông đàng hoàng thực thụ, không để cho ai nói em bán nam bán nữ nữa. Hỉ à, con yên tâm đi, má sẽ nghĩ cách giúp con hoàn thành phẫu thuật chuyển đổi giới tính, để sau này con trở thành nam tử hán thực sự. Hả? Anh chị sẽ ủng hộ em. Cảm ơn. Hí. Ai muốn hụt hơi luôn vậy đó. Sao hả chị Trân Bảo Châu? Sao tốt quá tới thăm tôi vậy? Vừa rồi ở quán ăn nghe ông chủ nói anh sắp vào bệnh viện làm phẫu thuật nên ghé thăm coi sao đó. Phải rồi đó, nghe nói anh vào bệnh viện tư làm phẫu thuật, sao không đến bệnh viện công? Xếp lịch cũng phải tốn kém như vậy. Phải đó, mắc lắm. Có phải là anh trúng số không? Là má trả giùm tôi có được không? Trời ơi, má anh cũng được quá ha. 30 mấy năm rồi, đùng một cái biết mình có ba má, vậy má đòi trả tiền giùm, không lẽ không chịu? Ê, Hỷ à, thì ra hồi nhỏ anh rất là đẹp đó. Dễ nè, thương quá à. Đâu coi, coi đi, coi, coi. Nè, coi đi. Hai người nhìn ảnh giống ba bây giờ nhiều hơn hay là giống mẹ bây giờ nhiều hơn vậy? Theo tôi nghĩ, cả hai đều không có giống. Ai nói nhất định phải giống ba má, bù làm bánh hả? Ủa cái gì? Ê, với cái xanh của ảnh đó. Phải rồi, bệnh viện Trung Hoa. Ha, Hỷ à, thì ra tôi và anh sanh cùng một bệnh viện đó. Ở bệnh viện Trung Hoa, sao trùng hợp quá ha. Chính vì năm xưa bệnh viện Bảo Dục xảy ra một vụ cháy nhỏ nên đã nhầm lẫn hai đứa bé. Chúng tôi nghi ngờ anh chính là một trong hai đứa bé đó.
Alo má hả? Tứ Hỷ đây. Con có chuyện quan trọng muốn bàn với má. Gì? Bye bye. Qua bên Thái làm phẫu thuật. Ừ. Con mới liên lạc với bác sĩ chuyển đổi giới tính rất nổi tiếng. Ông đang họp bên Thái. Con lên mạng liên lạc với ông ấy. Ông ấy chưa làm phẫu thuật cho con, nhưng mà phải làm ở bên Thái. Con cho rằng phẫu thuật bên đó tốt hơn thì má cũng không có ý kiến. Nhưng mà má lo xa quá, đến chừng đó má không thể đi với con. Dạ khỏi, má khỏi đi với con mà. Nhưng mà trước khi qua đó, con phải thanh toán hết tiền phẫu thuật, ông ấy mới chịu sắp xếp cho con. Vậy cần khoảng bao nhiêu? Tiền phẫu thuật luôn cả viện phí là khoảng 200 ngàn. Nhìn vẻ mặt con lo quá trời. Bộ con quên má đã từng nói má sẽ bao hết toàn bộ chi phí phẫu thuật cho con sao? Má đồng ý đưa tiền cho con làm phẫu thuật thật sao? Sao má lại gạt con chứ? Má muốn giúp con sớm hoàn thành tâm nguyện. Lát nữa chúng ta đến ngân hàng chịu không? Alo, tôi họ Cao. Tôi muốn hỏi kết quả xét nghiệm ADN mà tuần trước Cao Thiên, Diệp Huệ Quyên và Tứ Hỷ đến phòng xét nghiệm của anh làm đã có chưa vậy? Phiền cô đợi một chút. À, đã có kết quả rồi. À, vậy bây giờ tôi đến lấy có được không? Nhưng mà sáng nay Hà Tứ Hỷ đã đến lấy rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Hỷ à? Nè, đây là 200 ngàn, đủ cho tiền phẫu thuật và viện phí lần này của con. Con qua bên Thái, hãy mau chóng tìm bác sĩ hẹn ngày làm phẫu thuật ha. Cảm ơn má. Khờ quá, hai má con làm sao lại nói những lời như vậy. Lát nữa, má và con đi mua ít đồ bổ, để sau khi con làm phẫu thuật xong có thể bồi bổ sức khỏe lại cho tốt. Không bao lâu thì có thể hồi phục. Alo. Má, con Hi Mẫn đi. Hi Mẫn có chuyện gì vậy? Kết quả xét nghiệm ADN của ba má và Tứ Hỷ đã có rồi. Kết quả xác định ba và má không phải là cha mẹ ruột của Hà Tứ Hỷ. Còn nữa, thì ra sáng hôm nay Hà Tứ Hỷ đã đến phòng xét nghiệm lấy kết quả rồi. Nhưng đến giờ cậu ta cũng không nói cho chúng ta biết. Con sợ không biết cậu ta có ý đồ gì xấu không. Má cẩn thận nha. Hỷ à, có phải con đã biết kết quả xét nghiệm ADN không? Thì ra con đã biết hết sự thật rồi. Tại sao con lại còn gạt má? Con... hả? Con xin lỗi má. Hỷ à? Hỷ? Hỷ à? Hà Tứ Hỷ này thật không có lương tâm chút nào. Uống con má còn coi cậu ta là con ruột. Chưa có kết quả xét nghiệm ADN thì đã cho cậu ta số tiền lớn để làm phẫu thuật rồi. Vậy mà cậu ta còn đối với má như vậy. Không những lấy hết số tiền mà má ngất xỉu ngoài đường của mặc kệ. Không biết cậu ta là hạng người gì nữa. Nè nè, bà yên tâm đi. Bác sĩ nói bà đột ngột tăng huyết áp nên mới ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi, ngày mai có thể xuất viện rồi. Đã biết mình không phải con ruột của ba má mà còn dám giấu ba má, vậy tức là cố ý lừa gạt. Con phải đi báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát, nó cũng đã đi rồi. Má à, bỏ đi, má rất mệt. Má không muốn làm gì nữa, má muốn nghỉ ngơi. Đi bà tạm nghỉ đi. Phải rồi, em để cho má nghỉ cho khỏe đi. Những chuyện khác để từ từ rồi tính. Bà tạm nghỉ, tôi về trước nha. Con về nha má. Xin cho phép con tiếp tục gọi má như vậy. Con nghĩ sau khi má biết được sự thật, nhất định sẽ bị cú sốc rất lớn. Con thực lòng xin lỗi má. Má tốt với con như vậy mà con lại đối xử với má quá tệ. Nhưng con muốn nói cho má biết, con gạt má là vì bất đắc dĩ. Lúc đầu con cũng tưởng má thật sự là má ruột của con.
trong lòng cứ luôn nghĩ là sẽ có một gia đình đầm ấm, có người quan tâm, có người thương yêu. Đáng tiếc thật sự nói cho con biết, đây chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Lẽ ra con muốn thú thực với má, nhưng mà thật lòng con rất hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện chuyển đổi giới tính của mình. Con không muốn cùng một lúc hai ước mơ đẹp này cũng trở thành mây khói. Chính vì như vậy, trong một lúc sai lầm, con đã lựa chọn nói dối gạt má. Nhưng cuối cùng, con cũng không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, cho nên con quyết định viết lá thư này xin má tha thứ. Tiền má đưa cho con quyết định trả lại cho má. Còn về tâm nguyện của con, có thể suốt đời cũng không thể nào hoàn thành. Nhưng mà không sao, ít ra con biết ở trên đời này còn có một người giống như má, bằng lòng yêu thương con vô điều kiện thì đã đủ rồi. Tứ Hỷ, từ đầu má đã nói Tứ Hỷ không phải là người xấu, nó cũng không phải cố ý gạt má. Thật ra mọi chuyện ra nông nổi này bản thân má cũng có trách nhiệm. Má không nên nóng lòng quá, chưa đợi được kết quả ADN thì đã đón Tứ Hỷ về ở chung, khiến cho nó hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, xém chút đã làm sai. Ra nè, bà cũng chỉ muốn làm tròn trách nhiệm người mẹ thôi, sao có thể trách bà được. Dạ phải đó má, bây giờ Tứ Hỷ đã trả số tiền lại cho má, vì chứng tỏ tình thương má dành cho cậu ta không uổng phí chút nào. Mọi người tính kết thúc vậy sao? Ông chủ, Tứ Hỷ không có đi làm thật sao? Tứ Hỷ xin nghỉ không làm nữa. Nó đã xin nghỉ. Phải đó. Có biết bây giờ nó đang ở đâu không? Nghe nói anh Hỷ đã trả hết tiền cho mấy người, đâu có thiếu đồng xu nào đâu. Tứ Hỷ vốn sống rất vui vẻ, tất cả cũng tại mấy người hết. Khi không là chạy đến nhận họ hàng, làm cho Tứ Hỷ tưởng mình có một đại gia đình đầm ấm. Cuối cùng cũng chỉ là mừng hụt thôi. Có phải mấy người đùa giỡn với Tứ Hỷ còn chưa đủ muốn đạp ảnh đời một cái không? Tôi nghĩ mấy cô hiểu lầm rồi, không phải chúng tôi đến hỏi tụi cô ta. Dựa vào đâu mà tụi tôi phải tin? Ba người đẹp à, có thể nghĩ về nỗi khổ tâm của vợ tôi, cho tôi biết Tứ Hỷ bây giờ đang ở đâu được không? Tứ Hỷ đi rồi. Nó đi rồi. Phải đó, ảnh chỉ gửi lại một tin nhắn cho tụi tôi thôi, nói một câu bye bye thì không còn tâm hơi. Chúng tôi cũng rất lo cho ảnh, không biết đi đâu nữa. À, vậy làm sao đây? Mau nghĩ cách tìm nó cho bằng được đi. Con có thể tìm được Tứ Hỷ ở đâu đó. Đúng là Tứ Hỷ rồi. Tứ Hỷ, Tứ Hỷ à, đừng chạy mà, có phải con muốn mắc ngất xỉu vào viện nữa không? Mọi người còn đến tìm con làm gì? Con không còn mặt mũi gặp mọi người. Nếu như má muốn la rầy thì cứ việc la đi. Không phải mọi người muốn la em, má có chuyện muốn nói với em đó. Hỷ à, tuy rằng con không phải là con ruột của má, nhưng mà những ngày qua chúng ta sống bên nhau rất vui vẻ. Ngày tháng này tuy ngắn ngủi, nhưng cũng cho là đã hoàn thành tâm nguyện của má muốn tìm lại đứa con. Chúng ta có thể làm mẹ con vài ngày cũng là có duyên, phải không? Dạ phải. Thật ra mấy ngày qua con cũng thấy rất vui. Con biết má thật lòng thương yêu con, nhưng con cố tình gạt tiền của má, con cảm thấy rất hối hận. Con cũng đừng tự trách nữa, con người sẽ có lúc làm sai mà. Trước đây ba làm sai còn nhiều hơn con nữa. Quan trọng là biết sai chịu sửa. Hơn nữa lần này cũng do tụi chị nhầm lẫn trước nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tụi chị cũng phải chịu trách nhiệm. Chi phiếu này con cầm lấy đi. Tại sao? Số tiền này là má chuẩn bị cho con làm phẫu thuật mà. Con cầm lấy hoàn thành tâm nguyện của mình, sau này con có thể đàng hoàng chân chính là một người đàn ông. Không được đâu, con không phải là con ruột của má, con không thể nhận tiền của má. Không phải con nói con rất muốn làm người đàn ông sao? Đừng có lâu thôi nữa, cầm lấy đi. Phải đó, con nghĩ số tiền này là má cho không con sao? Phải trả đó. Con đem làm phẫu thuật, sau đó từ từ trả lại cho má là được. Hỷ à, anh chị cũng muốn nhìn thấy em có thể sống cuộc sống như mình mong muốn. Con có thể tiếp tục gọi má là má không? Đương nhiên là được, muốn gọi lúc nào cũng được. Má, con hứa với má sau khi làm phẫu thuật xong, con sẽ cố gắng sống tốt, mau chóng trả tiền cho má. Cả nhà sẽ đợi tin vui của em. Vào đi. Chà, Hi Mẫn à, phải tập vậy sao? Chà, xương cốt của má cứng hết rồi, sao tập đây? Má à, yên tâm đi, Kelly là chuyên gia về mặt này mà. Cô sẽ giúp má Donnie đặt làm những động tác phù hợp với độ tuổi của má. Với lại bác sĩ cũng khuyên má vận động nhiều một chút để tốt cho sức khỏe của má. Má tin con đi, má học vài tiết tập vài lần, bảo đảm cả người má sẽ thả lỏng hết, bước đi cũng nhẹ nhàng. Má biết con nghĩ gì, con lo lắng má vì chuyện không tìm được đứa con ruột sẽ không vui, cho nên con đưa má đến đây tập nhảy, để trong đầu má đừng nghĩ đến chuyện này hoài. Má biết thì tốt rồi,
Má cũng đâu muốn trở ngược lại con phải lo lắng cho má. Má biết là con hiếu thảo. Trải qua chuyện của Tứ Hỷ, má hiểu tất cả mọi chuyện đều không thể cưỡng cầu, tất cả phải tùy duyên. Mấy chuyện cơ duyên bao giờ cũng lạ như vậy. Bây giờ chúng ta không nghĩ tới có thể nó sẽ đột nhiên xuất hiện. Xin chào mọi người. Xin chào Cô Ly. Ý, Hy Mẫn. Đây nhất định là bác gái, con tên là Cô Ly. Chào cô, chào cô. Hy Mẫn một hai đời kéo tôi tới đây tập nhảy, nói tập cho xương dẻo dai một chút. Ở chỗ con, hai chị em đến tập thì rất nhiều. Còn hai mẹ con tập, thật tình con chưa từng thấy. Chúng ta bắt đầu nha. Được. Cả nhà của chị thật là hạnh phúc. Má của chị vừa tập xong thì ba chị lập tức đến đón đi mua sắm. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Hồi trước gia đình tôi không được như vậy. Có một thời gian tôi rất ghét ba tôi. Trải qua nhiều sóng gió chúng tôi mới có ngày hôm nay. Có thể vì lý do này nên chúng tôi luôn trân trọng nhau. Bởi vậy mới nói, có một gia đình hạnh phúc như vậy đương nhiên chị phải trân trọng. Chuyện gì vậy Hy Mẫn? Đồng hồ của tôi có vấn đề gì à? Đồng hồ này cô mua lúc nào? Sao chưa từng thấy cô đeo? Đồng hồ mắc vậy làm sao tôi mua nổi? Đồng hồ này là ba tặng tôi. Tuy chỉ là hàng cũ, nhưng tôi cũng biết là hàng quý giá. Không ngờ ba tôi lại bỏ tiền mua cái đồng hồ mắc tiền vậy cho tôi. Lúc đầu tôi không có chịu nhận, nhưng ba tôi nói là muốn bù đắp trách nhiệm người cha suốt 20 năm chưa làm tròn. Xem ra lần này ba cô cũng rất có thành ý. Thực ra có nhiều chuyện tôi chưa nghĩ thông suốt. Xin lỗi nha. Alo, là tôi đây. Một con mắt tôi bị sập. Có phải không? Sửa lại cái mộ cũng 30 mấy ngàn mắt vậy sao? Con có đi dò giá chỗ khác chưa? Mắt cũng phải sửa. Tại dạo trước có mấy trận mưa lớn làm mộ của má bị sập. Mắt cỡ nào cũng phải sửa. 30 mấy ngàn đâu có phải là con số nhỏ. Dạo trước bé Minh trở về tiền của con xài cũng gần hết. Trong một lúc tìm đâu ra 30 ngàn chứ? Có. Đem đồng hồ này đi bán là được rồi. Đương nhiên là không được rồi. Đồng hồ này là kỷ niệm cha con chúng ta đoàn tụ mà, không có thể bán được. Con yên tâm đi, ba sẽ nghĩ được cách mà. Ba có cách gì? Được rồi, dù sao ba cũng còn tiệm tạp quá, tìm người xoay sở mấy chục ngàn chứ là không thành vấn đề. Không được, đó là má của con là con của má, đương nhiên con phải. Đó là vợ của ba, đã theo họ hạ của ba, số tiền này ba nhất định phải lo. Hơn nữa, ba nợ má con thật sự quá nhiều. Bây giờ đã không còn, bà muốn trả cũng không có trả được. Vậy thì những cơ hội này để cho bà làm chút chuyện, coi như bù đắp cũng được hay gì cũng được, có được không con? Bà hay thiệt đó. Hôm trước thì đem 20 mấy ngàn ra mua đồng hồ vàng cho chị Tú, còn bây giờ thì lại vỗ ngực hứa sửa lại mộ cho vợ quá cố của mình. Con chỉ muốn bà tài trợ chút đỉnh mua cái túi xách thôi. Bà cằn nhằn cử nhử, bà thiên vị lắm đó. Bà nói cho con biết nha, cái này gọi là nguyên tắc đó. Còn nói nữa hả? Tháng trước con xin bà một cái túi xách mới, lúc đó con thề thốt lung tung đó là trong vòng nửa năm không có bán. Ai ngờ chưa dứt lời thì con đem cái túi đó. Lần này thì không có giống đâu. Cái kiểu này là kiểu quý hiếm mới được tung ra, không có giống đâu. Còn nữa, bà không biết túi xách hiệu được đảm bảo giá trị hay sao? Xài chán rồi có thể đem đến tiệm đồ cũ bán, tiện lợi biết mấy. Phải ha, một lời thức tỉnh người trong mộng. Nè, con ra đây, ra đây. Bà làm gì vậy? Nè, ngồi xuống, ngồi xuống. Chúng ta là hai cha con mà, cho bừng đỡ mấy chục ngàn xoay sở đi, được không? Lẽ ra thì không có vấn đề gì, nhưng mà bà đã đến trễ một bước. Bởi vì hàng của con đã bán sạch rồi, cả tiền con cũng xài hết luôn, không còn một xu. Không phải chứ. Nè, cho ba thêm một gợi ý ấm cúng. Ba đừng bao giờ nghĩ đến số tiền mà người cha quá cố của con để lại cho con. Nếu không thì con sẽ nói cho ba biết là làm ma con cũng không tha. Ê, con nghĩ ba con để lại cho con nhiều tiền lắm hay sao? Chỉ để lại cái tiệm tạp quá cho con thôi à. Ông chủ, nhà bị lớn đi.
Hà Thời Phú. Nè, anh Tài. Ha, ở đây mà cũng gặp được anh. Chúng ta có duyên thiệt nha. À phải, lần trước anh đến chỗ tôi mua cái đồng hồ vàng cho con của anh, cậu có thích không? Thôi, đừng nhắc nữa, nó thích dữ lắm. Ôi, nhưng mà sau khi mua cái đồng hồ lại phải sửa lại cái mộ cho vợ quá cố của tôi. Bây giờ tôi cũng không biết kiếm đâu ra số tiền. Anh đang kẹt tiền lắm hả? Nè, tôi có cách đó. Nè, tôi có một công ty vận chuyển hàng. Tài xế mua dâm ở bển á, bị công an bắt rồi. Anh có bằng lái Trung Hồng mà, có muốn chạy giùm tôi vài chuyến kiếm đỡ mười mấy ngàn xài không? Được mười mấy ngàn lớn hả? Nè nè nè, tôi chạy. Cạn ly. Cạn ly. Money. Ờ, sếp ơi, trời mưa dữ lắm đó, còn chưa nghỉ sao? Đừng nói nhiều nữa, tắt máy, mở thùng xe, kiểm tra thường lệ. Ờ, dạ, mở liền. Tự nhiên. Trong đó là hàng gì? Sữa bột thôi mà, uống vào bảo đảm không trở thành em bé đầu bự đâu. Nè, bên trong có ngăn hầm. Trong ngăn hầm có chứa rất nhiều linh kiện điện tử này. Tại sao lại như vậy? Tại sao thì phải hỏi bản thân ông nữa. Bị cáo Hà Thị Phú bị khởi tố ở biên giới giam cầm có ý buôn lậu một lô linh kiện điện tử chưa hoàn thuế, đã vi phạm điều thứ 14 từng trang xe tải để dùng trong buôn lậu và điều 18 a trợ giúp vận chuyển hàng hóa chưa được kê khai trong chương 60 của điều lệ xuất nhập khẩu Hồng Kông. Bị cáo có nhận tội không? Thật sự không có liên quan đến tôi. Tại vô côn bà của tôi kêu tôi chuyển số sữa bột qua đại lục, tôi không biết trong xe có ngăn hầm, tôi không biết nó có hàng lậu mà. Kiếm không? Thưa chánh án, tức Nghĩa Tài, người liên quan vụ án mà bị cáo đã nhắc tới. Sau sự việc, cảnh sát đã nhiều lần liên lạc nhưng mà đến giờ vẫn chưa tìm được người này, cho nên không thể nào chứng minh những gì bị cáo nói có phải là sự thật hay không. Bị cáo, có phải bị cáo kiên quyết không nhận tội không? Tôi không có buôn lậu, đánh chết tôi không nhận đâu. Ở đây không phải là nha môn thời cổ, không có ai đánh và ép cung đâu. Xét thấy bị cáo phủ nhận tội trạng, bổn tòa sẽ xếp lịch vào 9 tây tháng sau xử tiếp. Do bị cáo chưa có tiền án về mặt này, bốn tòa phê chuẩn cho phép bị cáo được dùng 10.000 tiền mặt để bảo lãnh tại ngoại hầu tra. Anh Phú à, anh đừng có quá lo nữa. Tất cả mọi người đều ủng hộ cho anh. Nếu anh thật sự không có làm, nhất định sẽ không sao. Tiền bảo lãnh đó ông không cần phải trả gấp cho tôi đâu. À, nếu như mà ông không đủ tiền mướn luật sư, tôi có thể cho ông mượn mà. Chú Phú à, CK là bạn của Bảo Di đó. Anh là luật sư giỏi, có thể anh sẽ giúp được chú. Phải đó CK à, anh coi có cách nào có thể giúp được chú Phú không? Yên tâm đi, nếu giúp được nhất định sẽ giúp. Điều quan trọng là chú Phú trong sạch. Ba của em thật sự vô tội mà, tất cả đều tại Tài Du Côn đó. À, cậu này là CK có phải không? Cậu quen với Bảo Di nhà tôi lâu rồi phải không? À, tại sao không kêu Bảo Di đưa cậu về thôn Di của chúng tôi chơi ăn bữa cơm vậy? Mỗi khi công việc của con không có chung với cổ cho nên không sắp xếp được thời gian. À phải rồi, tôi nhìn da cậu ngăm ngăm, có phải cậu là kiện tướng thể thao hay không vậy? Má à, má đói bụng rồi, ăn bánh bao xá xíu đi. À, được rồi. Lấy bánh bao hút hết nước miếng đi, nếu không thì nước miếng chảy ròng ròng ha. Nè, chú 13 này. À phải rồi, CK à, dạ. Cậu ăn thử bánh bao xá xíu à, đi. Dạ, được. Vì cậu chơi thể thao mà phải có nhiều dinh dưỡng. Nè, ăn bánh bao xá xíu đi. Còn nữa, ở đây há cảo cũng rất là ngon, ăn thử một cái đi. Còn nói là bạn thân, người ta sắp vào tù rồi mà chỉ lo tiếp con rể tương lai thôi, trồng rễ khinh bạn. Ba làm ơn đừng nhỏ mọn vậy mà. Anh Phú à, đâu phải là tôi không quan tâm anh, phải nói là lấy lòng người ta trước mà. Để cậu CK ăn nhiều một chút, đầu óc tỉnh táo hơn, nghĩ thật nhiều cách cho anh. Hay là chúng ta trở lại vấn đề chính đi. Chú Phú à, thật ra mọi chuyện là như thế nào? Thì như vậy nè, đúng lúc tôi đang kẹt tiền, tôi có thể thề trước ngọn đèn, tôi không biết trong xe có ngăn ngầm, cũng không biết chiếc xe đó có hàng lậu. Tôi chỉ muốn chạy vài chuyến kiếm ít tiền về để sửa lại ngôi mộ cho mẹ quá cố của con Tú mà thôi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ hả? Chuyển vài thùng sữa qua bển thì có thể kiếm được mười mấy ngàn, chuyện không thể nào. Chỉ vài chuyến được mười mấy ngàn, thật sự là không có hợp lý. Tệ nhất là bây giờ con Tú nó mới nhận lại tôi, gọi tôi là ba. Gây ra chuyện như vậy, thấy chưa, hôm nay sơ thẩm nó cũng không thèm tới nữa, chắc chắn là nó giận tôi rồi. Vụ của con Tú á, anh để từ từ rồi tính. Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để cải thắng vụ kiện này. À phải, vụ kiện này có cải được không? Về vụ kiện của chú Phú,
phía cảnh sát đã tìm được tang vật trong xe, cũng có nghĩa là bắt quả tang tại chỗ. Về mặt lời khai bề ngoài, rất bất lợi cho chú ấy. Nhưng mà giống như vừa rồi chú ấy đã nói, nếu như chúng ta có thể tìm ra được chủ hàng chủ xe, tức là tài du côn, thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Nhưng mà nếu không tìm được người này, vậy thì rắc rối. Ông ở đây làm gì? Sau này tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Tú à, còn nghe bà nói đi. Bà thật sự vô tội. Lần nào ông cũng nói vô tội, lần nào cũng nói sửa đổi. Nhưng lần nào ông cũng gạt tôi. Con tin ba đi mà. Bà muốn kiếm tiền sửa lại ngôi mộ cho má con, cho nên ba mới... Nếu má tôi biết ông buôn lậu để lấy tiền sửa mộ thì có chết tôi cũng không yên lòng. Thật là ba không biết trong xe có hàng lậu mà. Cũng tại tài du côn nó hại ba thôi. Tài du côn? Thật ra trên đời này có tài du côn hay không tôi cũng không biết nữa. Sao con lại không chịu tin ba chứ? Cho dù là chánh án cũng phải mở phiên tòa xử, có chứng có cứ mới phán bà có tội. Được, ông muốn tôi tin ông cũng rất đơn giản. Đợi mọi chuyện được làm sáng tỏ, tìm được tài du côn tôi sẽ tin ông. Trong lúc này ông làm ơn hãy để tôi được yên. Tôi không muốn nhìn thấy ông. Ông đi đi. Tụ không tìm được tài du côn, với tình hình hiện giờ của chú Phú, nếu thật sự không tìm được tài du côn làm chứng cho chú Phú, chú sẽ gặp rắc rối. Trời đất bao la, thằng quỷ đó có ý lẩn trốn làm sao mà tìm được. Được rồi, xem ra ta cũng phải mua một ít bánh ngọt mỗi tuần đi thăm nuôi ba vợ tương lai. Ông 13. Ông 13 anh Quang, rảnh rỗi ra đầu thôn uống vài ly với em. Em khao. Sợp quá ha, bộ đổi tính hả? Không ngại nói cho ông biết, con có căn nhà trống ở cuối thôn mà, hai ngày trước cho thuê rồi. Khách thuê á nói là thuê 2 tuần thôi, nhưng mà tiền á coi nè, trả đủ 1 tháng luôn, coi sướng không? Đừng có tài lanh quá đi, ông độc thân đã dạy con đừng có ham lợi lộng rồi mà. Thằng cha đó nhìn thấy khả nghi thấy mồi luôn, thuê nhà đã 2 ngày không hề bước ra khỏi cửa, rèm cửa sổ thả xuống ít, không biết có phải trốn nợ hay không nữa. Khả nghi thì sao chứ, anh không thể cho ổng là tay trong vào trong thôn chúng ta điều tra vụ án sao? Điều tra có chuyện gì điều tra chứ, thôn của chúng ta không biết gì. Nè, theo tao nghĩ á, giặc hay cướp thì không phải. Vừa rồi bà bán tạp hóa ở đầu thôn đó với tao, bà nói khách thuê nhà này đã mua 2 bịch than lớn. Tao nghi ngờ hắn làm ăn thất bại, muốn tự tử trong nhà của mày. Không phải chứ, nghiêm trọng vậy sao? Nếu đúng như vậy á thì sau này còn ai dám thuê nữa? Ba người quan trọng, hay là tới đó coi thử đi. Đi mau đi. Trên cửa sổ đúng là bỏ xuống hết. Con ngửi được mùi gì không? Hình như có mùi than đốt đó. Bồ làm thiệt hả? Còn nói nữa, phá cửa đi. Nè. Nướng cánh gà. Mấy người vô đây làm gì? Anh chính là tài du côn thì ra anh trốn ở đây. Nó là tài du côn thì sao? Nè, cứ lại. Wow, chúc mừng ba đã trở về. Nè ba, hôm nay tụi con mừng ba thoát tội cho nên mua loại sâm banh mà ba thích uống đó. Còn có bánh hạt dẻ nữa, em đồng đó ba thích ăn nhất. Hai đứa con thiệt là, mua cho ba ít lá bưởi để ba đủ hết xui xẻo còn tốt hơn. Sao có thể sơ sài như vậy được chứ? Nè, lần này ba thoát khỏi vụ kiện này đương nhiên là phải ăn mừng long trọng, có phải không chị Khôn Ly? Ba, xin lỗi ba, con đã hiểu lầm ba. Ôi trời ơi, con khờ quá được, ngồi xuống đi. Cũng tại ba không tốt khiến cho con phải lo lắng sợ hãi. Thôi mà sao cũng được, lần này ta du côn cũng còn có chút nhân tính, chịu nói ra sự thật chứng minh ba thực sự không có buôn lậu. Nè, sau khi uống cạn ly này thì mọi chuyện sẽ qua hết, không còn chuyện gì nữa. Ủa, ba uống trước nha. Nè, muốn gạt uống ly rượu hả? Gạt ly rượu gì chứ, tại vui vẻ mà. Nè, sao nghĩ lầm môn đó. Nè, thứ nhất á, vụ kiện này đã thắng rồi. Thứ hai là ngày mai đến phòng xét nghiệm lấy kết quả ADN thì có thể đốt trước mộ của má con. Con nghĩ có vui không hả? Dạ vui. Được rồi, nè, uống thêm một ly. Nè, ngày mai chưa tỉnh rượu thì sẽ không đi với con lấy kết quả ADN được. Xong rồi con không nhận ba là ba luôn. Vậy thì ba không uống nữa đâu. Cắt bánh kem đi. Được, cắt đây. Anh à, mời anh vào chỗ ngồi đi. Không biết mọi người có cảm thấy ở đây hơi lạnh không? Có khi nào họ sợ lát nữa khi chúng ta lấy kết quả ADN hưng phấn quá cho nên hạ thân nhiệt chúng ta xuống không hả? Cũng đâu có gì phải căng thẳng. Thực ra cả hai người đều biết lát nữa kết quả sẽ như thế nào. Tội gì cho người ta lợi số tiền này. Lấy tiền này mời tôi uống trà còn hay hơn ha. Ba vị xin mời vào trong. Ngồi đi con.
Kết quả của hai vị đã có rồi. Dạ dạ. Nè, đừng căng thẳng quá. Ông là Hà Thời Phú có phải không? Dạ phải. Cô Hà Tú Tú. Theo kết quả xét nghiệm mẫu ADN mà lần trước hai vị gửi cho chúng tôi cho thấy. Sao rồi? Ông Hà Thời Phú, cô Hà Tú Tú tuyệt đối không phải là cha con ruột. Không phải cha con ruột? Cho tôi mượn coi. Chắc lộn với tờ kết quả khác rồi. Hả? Cùng tên cùng họ, đâu có trùng hợp như vậy. Nè, Hà Thời Phú, Hà Tú, Hà Tú. Hai người đừng có như vậy. Thật ra chuyện gì cũng nên nghĩ về mặt tốt. Lời bài ca cũng hay viết, quen nhau cũng là duyên phận, hả? Dù sao anh cũng là chồng của má cô. Dù sao cổ cũng là con gái của vợ anh. Hả? Vậy cũng là người một nhà rồi. Phải nói là mẹ sinh không bằng mẹ dưỡng. Người nuôi dưỡng cô mới là quan trọng phải không? Ông đã từng nuôi tôi sao? Trước đây không nuôi thì bây giờ nuôi bù. Quan trọng là bây giờ hai người có tình cảm. Tuy rằng tôi không biết tại sao kết quả ADN là như vậy, nhưng trước khi chết, má tôi đã từng nói, má tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với ông. Thật lạc nhau đã bao nhiêu năm, tôi là có thể tìm lại đứa con ruột thì cả nhà sẽ đoàn tụ. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà sao cũng được. Trước đây là ba không đúng, là ba giận quá mất khôn, đuổi mẹ con đi, khiến con sống lưu lạc bên ngoài. Con coi như cho ba cơ hội đi, có được không? À phải, bây giờ đã xác định rõ tôi không phải là con gái ông, tôi nghĩ thứ quý giá như vậy tôi không thể nhận. Ông lấy lại đi. Còn sợi dây chuyền này nữa. Cô đừng tháo ra. Cái mặt cọc này là di vật của má con. Dù sao cũng là hai mẹ con mà. Con coi như làm kỷ niệm hay gì cũng được. Con hãy cất giữ đi. Vậy tôi đi đây. Cũng may là không bị trễ. Má à, lần sau má tự đến đây trước đi. Má không cần đợi con tăng ca phải vội vàng như vậy. Có sao đâu. Dù gì cô Ly vẫn chưa tới mà. Phải á, hiếm khi cô Ly đến trễ. Mấy chị em ơi, mấy chị em ơi, cô Ly giáo viên đứng lớp cho các bạn hôm nay xin nghỉ rồi, cho nên trường đã sắp xếp giáo viên khác là Gina cùng với trợ lý là Kate đến đây dạy các bạn đó. Các bạn bắt đầu tập đi ha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu tập nha. Ringo à, có biết tại sao Kelly xin nghỉ hay không? Tôi cũng không biết nữa. Vừa đâu có gọi điện cho tôi xin nghỉ, nhưng mà tôi nghe giọng nói của cô có vẻ rất uể oải. Tôi nghĩ chắc là cô bị cảm rồi đó. Cô nghĩ coi có phải ông trời cố tình trêu chọc tôi không? Năm đó Hạ Thời Phú đuổi tôi và má tôi ra khỏi nhà. Đêm nào má tôi cũng nằm khóc hết nước mắt. Cho nên tôi mới khẳng định Hạ Thời Phú là kẻ xấu xa. Đến bây giờ tôi chịu nhận ổng là ba của mình, thì lại nói cho tôi biết thì ra tôi không phải là con ruột của ổng. Thật ra ông trời muốn chơi trò gì đây? Nếu như má cô không có nói dối, không lẽ bệnh viện đã nhầm lẫn sao? Vậy sao? Sao cô lại nói như vậy? Chuyện này kể ra rất là dài dòng. Lẽ ra tôi không nghĩ đến bệnh viện lớn như vậy mà lại nhầm lẫn được. Nhưng mà trải nghiệm của chính bản thân mình nói cho tôi biết, ở trên đời này thật sự chuyện gì cũng có. Tôi cho rằng thân thế của mình rất tội nghiệp. Ai ngờ cô còn tội nghiệp hơn tôi. Vậy có phải gọi là cùng chung cảnh ngộ không? Có thể đây gọi là vật hợp theo loài đó. Tự tình tôi cũng không ngờ, dù sao bệnh viện bảo dục cũng là một bệnh viện nổi tiếng, vậy mà lại có sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Chị sinh ở bệnh viện bảo dục à? Tôi cũng vậy đó. Cô cũng vậy à? Ừ, tôi sinh năm 74. Tôi cũng vậy đó. Tôi sinh ngày 2 tháng 5. Tôi sinh ngày 4 tháng 5. Tôi nhớ y tá lớn tuổi đó nói, trước và sau khi xảy ra vụ cháy mấy ngày, phòng sanh chỉ có hai em bé nằm trong lồng kính. Đứa bé còn lại là họ Hà. Không lẽ chúng ta bị đảo lộn?
Trời ơi, tại sao đến giờ thằng Quang vẫn chưa về? Không lẽ có chuyện gì sao? Bà làm ơn đừng căng thẳng quá. Một phút bà nhìn đồng hồ một lần. Lần này không có gì đâu, yên tâm đi. Ba, chẳng phải ba cũng rất căng thẳng sao? Mọi anh đậu phộng quá trời à. Con sợ lát nữa ba bị đau bao tử đó. Thật ra con nghĩ anh Quang cũng sắp về rồi. À, về rồi, về rồi. Hi Mẫn. Anh Quang, sao rồi, có phải không? Quang à, sao rồi? À, vậy lại không phải hả? Vậy cũng phải, không phải. À, là con không biết. Bởi vì đây là chuyện riêng tư của ba má với cô Ly, nên con không dám coi. Con để cho ba má coi. À, không được, không được. Tôi không chịu nổi cú sốc này. Hi Mẫn à, con coi giùm má đi. Chỉ nói kết quả cho má biết là được rồi. Ba cũng vậy. Cô Ly à, con coi đi. Chúng ta có thể là cha con hay không trong cạnh dòng con. Dạ. Má, con Ly là con ruột của má thật đó. Ba là ba ruột của con thật đó. Cô Ly, vậy là tốt quá rồi. Cuối cùng má đã tìm được con ruột của má rồi. Tốt quá, cuối cùng cả nhà ba má có thể đoàn tụ. Con ơi. Hi Mẫn. Không thể nào. Hi Mẫn. Ý, như ba má của cô là ba má ruột của tôi. Vậy tức là anh Phú là ba ruột của Hi Mẫn rồi. À, thời Phú. Đã nghe. Hồn tôi hả? Ăn cho khô đi. Bị cáo Hà Thời Phú du đảng ở nơi công cộng, làm người khác cảm thấy bất an, tội danh thành lập. Lẽ đầu lại chơi tôi. Bạn có từng đọc mấy mẫu quảng cáo, nhân kiên tuần dùm, bạn cãi không thắng không lấy tiền. Thật ra làm vậy tức là bỏ tiền ra thư kiện dùm người khác. Có thể đã vi phạm tội bao thầu tố tụng. Ngoài ra cũng có cơ hội vi phạm thông đồng trợ tụng, cũng tức là giúp đỡ và xúi dục người khác thư kiện. Dựa theo pháp luật Hồng Kông, cả hai đều thuộc tội hình sự. Hình phạt cao nhất là 7 năm tù và phạt tiền. Đồng thời đương sự trong vụ kiện cũng sẽ trở thành đồng phạm, có thể từ nguyên đơn trở thành bị cáo.